哎呀，哦呦，快动，哦呦，快动啊！Rồi, hello, xin chào lắm cho anh em quay trở lại với channel của mình nhé. Này, cô Hồ đấy các bác này. Đây, vợ đẻ nhưng mà chủ nhật có bà ngoại trông nên là đang chung là ngứa tay ngứa chân lắm anh em ạ. Đây, cô Hồ rộng luôn. Các bác nhìn chưa? Phong cảnh hồ rất là đẹp. Nói chung là hồ này cực kỳ rộng. Đây, có ở trong kia thì địa thế đẹp hơn thì có nhà lá các bác này. Nhưng mà em vừa ra ngoài ngày đấy cho nó không thủy các bác ạ. Mồi ủ và mồi hạt viên chưa bao giờ biết món là gì đây anh em này. Đó, chỗ này bó mồi, chỗ này thảo. Đây, chỗ này giờ cũng quăng phát là cũng hơi nhức tay các bạn. Đây, ném một phát thẳng ra ngoài kia, tạo cái ổ câu cho nó chất anh em. Ui, không khủng khủng. Ui, chấp 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 chấp. Bóng luôn. Ui, không khủng khủng. Ui, chấp 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 chấp. Bên trong có vào phải. Ok. Đẹp 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 đẹp. Đẹp các bác này, em thấy nó vào nó tăm tăm mấy phát rồi, lúc nhìn thấy nó sùi sùi rồi nhưng mà cứ nghĩ rù phi hơn, nó sắp tức là nhẹ nhàng. Để cho cho đấy coi nhá, có mật. Hôm nay em đánh lưỡi mới nha, ngũ, đánh lưỡi mới ngũ, đánh lưỡi lưỡi mới, về quá đang ghê còn hồi hộp. Đã cho anh em này. Quả đấy em thấy nó băm băm nhẹ nhẹ rồi em nghĩ là phi rồi. Không ngờ được hàng chép. Hàng đẹp. Cái câu phải thế này. Ôi chê. Ủa, cái lưỡi này tay nó cứng thật mà sắc lắm. Lưỡi mới ra đóng hàng luôn. Lưỡi mới đóng hàng luôn làm chép. Con này chắc là cân cân được các bạn.
không cần, nhưng mà có hàng cho rõ là ngon nó ăn. Chết rồi, chết rồi, chết rồi. Wow. Cổ chép này mới sướng, quá tươi. Ok. Ấy. Đồ phi. Phi đẹp các bác ạ, à, to xanh, to và xanh lại gầy nhé, nhìn cái phi gầy nhom, không, cá đây không có gì ăn, đói gầy nhom, nhưng mà khỏe lắm, gầy nhưng mà khỏe, càng dễ càng chết. Đi câu mồi ủ mà có tí cắm viên ấy, câu cảm giác nó tự tin hơn rất là nhiều anh em. Để khả năng đóng cá của nó tuyệt vời luôn. Ok. Ngay, anh đồ phi đóng thẳng bụng kéo đè quả tít thế, đồ phi nó đè quả tít thật các bạn, đè tít mù luôn. Anh em thấy quả đè quả kinh, thủ phi con nó đè quả tít sợ thật, cứ tưởng cá to, cứ tưởng cá cụ.
bóng ngay. Bẹt nha. Nha lại rô phi anh em này. Chết thật. Rô phi gầy. Rô phi mà nó đà, cảm giác cũng đã phết đấy. Đá tay phết chứ phải đùa đâu. Cá nó dập giúp mình quá, nhìn rô phi nó ăn không ấy, hơi giờ dập đấy anh em nhìn nha, đóng ngay chưa rô mà xuống cồi à, rô mà xuống cồi quá nhỉ, đã màn chưa ăn cứ dập tạp dập vào rõ hết. Vào rõ hết rôm chúng tôi à, dọc gớm này. Đóng ngay rồi. Nắm rô phi thế nhở anh ơi. Dậy dậy. Dậy làm sao chúng tôi. Nắm rô phi quá.
phi bự anh em ơi. Ủa thổ. Anh em mình có phi to chưa? Dã man nhỉ. Bà tay. Mạnh mút này, cái rổ này. Ui, được hai nhóc rô phi rơi một chú này. Được hai em lại rơi mất một em rồi. Còn các em này. Chả em hả? Chả em hả? Gì ở đâu rồi? Động ngay. Ái da, ôi giời ơi, to. Ôi giời ơi, to lắm. Ôi. Đang 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 đang. Ôi giời. Rồi đóng hàng hàng khủng nổ chục quá. Ôi đóng hàng nổ một chục quá cay thế nhỉ. Bực nhỉ, rét phát. À, đi luôn cái lưỡi mất 100.000 nó. Nổ chục mất hẻo ấy. Đúng là không chơi cái dây cước được các bạn. Chục bây giờ toàn chơi dù, chắc anh em giờ chơi dù đây. Mất quả nữ ngũ. Giờ chơi nữ tứ, tứ đóng dù quá nha. Lúc nào sau chơi không nên chơi tí cước làm chục làm gì. Đóng hàng hay bị lỗ thế mất.
Nhà mình này. Cá cái tầm sáng sớm xuống ấy thì mồi mình xuống ấy là rô phi nó chưa biết, nó chưa tụ được, có cháp mẹ đèn nó vào ăn ngay. Nhưng mà bây giờ quá nhìn này, còn rô phi họ phá hồ kinh thật, đúng không? Hồ những cái hồ tự nhiên quá, này gọi là tự nhiên, rô phi nó nhiều nhoe nhoét đó, thì xuống mồi cái nó ăn luôn, cá to không kịp vào, bực thật. Rô phi thì mồi nào nó cũng ăn, thành ra là không có cách nào để cản nó cả. Bây giờ chắc chỉ dí điện cho chết hết đi nhá. Đây nhà mình hồ rất là rộng đấy, hồ câu tự nhiên, anh em thích đi câu cứ đến là câu này, rất là phê. Đó, bao nhìn địa hình em mồi này vô cùng râm mát đó. Nhà mình này cực kỳ râm mát luôn. Thì trước ở kia thì ở đây là hồ dịch vụ, nhưng mà thì có nhìn này, chòi lá ở nước làm các kiểu, nhưng mà lâu lắm rồi, cách đây khoảng 7-8 năm thì chỗ này người ta không làm hồ dịch vụ rồi, đã bỏ không. Thế giờ thành ra cá to nó sót lại cũng có, nhưng mà nó ít thôi, bởi vì người ta cũng vét nhiều lần rồi các bạn, đây cũng vét nhiều lần lắm rồi, gần như là sạch rồi nhưng mà nó vẫn còn sót lại. Đó. Thì có chỗ đi đứng đây câu rất là tuyệt vời anh em ạ, mát mẻ. Đây nhà mình dừa ngồi cực kỳ mát mát cả ngày luôn, dâm cả ngày luôn. Bởi vì các bạn nhá, trời nó khi mình bình minh ấy thì nó mọc tường kia lên, xong rồi nó lại lặn về cái hướng đằng này, thành ra mình ngồi ở chỗ này mát cả ngày luôn. Thế sướng, cái địa điểm câu rất là đẹp. Tôi em thu đồ về các bạn nhá, hôm nay tấn rô phi, nói chung là câu rô phi nhiều quá, giật lục nghe nó đau hết cả vai luôn. Đó này một đống rồi, được này em chép to to ấy là phê lắm rồi. Hay còn câu, nếu còn câu thì còn được nhiều nữa, nhưng mà chán này các bác nhìn nhé, rô phi nhoe nhoét này, giật chán tay rồi giờ về ra các bác nhé. Đấy, rô phi nhoe nhoét luôn, giật chán tay rồi về thôi. Hẹn gặp lại các bác trong các video tiếp theo nhé, bye bye.